Đón ở đâu á? Đây đồ đón rồi. Chiều lắm xe nhá. Nghe được. Anh lên nhỏ khác. Xe 500 của anh nhá, sao nó nào đó. Kết thúc dự án này, quay lại những khoảng cách để sau này nhìn lại. Sau này nghiên cứu à? Hay là sao? Hay là sau này bổ sung vào những cái hả? Bổ sung vào video clip mới hả? Tháng 8 2017 này là kết thúc dự án. Goodbye and happy. Tháng 8 là bắt đầu là hình như là chạy rồi. Chạy từ cái mẹ dâu đầu tiên ấy. Mà trận đấu vài 3 tháng nữa. 4 tháng nữa. Hệ thống camera nó cảm nhận được người đi bộ phía trước này, ánh sáng này, nó phản ứng trên cái hệ thống camera luôn. Giờ mình mới để ý. Mấy chặng phải bay một chặng. Nó bay một chặng thì nó đi sang Nhật. Nó có hai loại vé. Một cái loại là đến
đây một chặng khác là 2-3 chặng nữa. Mùa vé là mùa tôi biết cơ hội đắt hơn là vé lẻ mà đại nó. Hả? Nó ngồi giờ nó chặt chứ. Vé chú là không đi máy bay. Mua vé máy bay mà mùa vé cứ hồi mà bảo đắt lắm bây giờ bèo. Mua vé chứ.